Cách nấu gà kho gừng. Nguyên vật liệu cần có: 300g thịt gà. Gia vị cần có: một nhánh gừng vừa, tỏi, hành tím, một muỗng súp dầu ăn, đường, nước mắm ngon, bột nêm, ớt bằm, nước màu. Bước 1. Gà rửa sạch, cắt khúc thành những miếng vừa ăn. Bước 2. Ướp thịt gà với 1/2 muỗng tỏi bằm, 3 muỗng nước mắm, 1/2 muỗng đường, 1/4 muỗng bột nêm, một chút tiêu, gừng, hành tím, ớt và nước màu. Trộn đều rồi để khoảng 15 phút cho gia vị ngấm vào thịt gà. Chú ý, phần gừng và ớt các bạn nêm theo khẩu vị của mình. Bước 3. Bắt chảo lên bếp, mở lửa lớn, cho 1/2 muỗng dầu và 1/2 muỗng tỏi vào chảo. Đảo đều đến khi thấy mùi thơm thì cho gà vào, đảo cho đến khi thịt gà săn lại. Thêm ít nước và kho đến khi miếng gà mềm và có màu vàng sậm. Bước 4. Múc thịt gà sau khi chín vào đĩa và trang trí. Món gà kho gừng được sử dụng chung với cơm trắng và một chút nước mắm ớt. Và thế là ta đã hoàn thành món gà kho gừng rồi đấy. Thật dễ phải không các bạn?